Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này góp Clam 200 triệu token Barbie Kisu nha các bạn. Thì chương trình này góp này còn 13 ngày nữa sẽ end các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, mở cái trình duyệt ký chủ của mình ra các bạn. Sau đó các bạn chọn vào mục đát nè, các bạn dán vào là các bạn. Thì những dán Clam thế này thì các bạn Clam bỏ đi bạn. Sau này chờ nó bay, giá nó bay hoặc là đi sàn thì mình sẽ xả các bạn. Có một số dự án thì nó phá con chắc của mình nữa. Rồi bạn kết nối nữa nè. Rồi các bạn nhớ chọn mạng BNB sở match chain của mình nha các bạn. Sau khi vào thì bạn connect xong thì bạn chọn claim airdrop nè các bạn. Nó có bán VSEL. Mình không khuyến khích các bạn mua VSEL nha các bạn. Rồi. Ôi sao mà nó mắc mình tốn phí mạng tới 1.0006. Rồi các bạn chấp thuận luôn đi các bạn. Những dự án thế này thì nó bán VSEL. Rồi sau đó thì các bạn bắt up lên các bạn. Sau đó các bạn copy địa chỉ với BNB Smart Chain của mình nha các bạn. Sau đó các bạn vào trình duyệt Google Chrome nè các bạn. Các bạn gõ từ khóa là BC Scan nha các bạn. Rồi các bạn dán vào các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chọn vào một bet 20 nè các bạn. Mình coi nó về chưa các bạn. Ok, mình đã về được 200 triệu token Barbie Kisu nè các bạn. Có cái hiệu là BKU. Các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Tổng khung 3, 6, 9, 12, 15 hết chứ. Rồi các bạn copy con chắc của nó nha các bạn. Rồi các bạn mở gì chocolate của mình nè. Các bạn add con chắc nó vào thôi các bạn. Hy vọng token trong tháng 9 tháng 10 này sẽ bay giá các bạn. Rồi các bạn dán con chắc nó vào nè. Tên. Hiện tại nó chưa cập nhật trên YouTube Wallet các bạn. Rồi các bạn tên thì các bạn ghi là Barbie Kisu các bạn. Các bạn sao chép nè. Máy này không quan trọng các bạn, quan trọng là con chắc hợp đồng của nó các bạn. Ký hiệu là BKU nè các bạn. Rồi số phần là 18. Rồi các bạn bấm làm xong rồi các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ nhận được 200 triệu token Barbie Kisu nữa các bạn. Rồi thì sau đó các bạn việc lấy link ghép mà chia sẻ trong bè cho người thân để kiếm tin token các bạn. Thì lấy link ghép thì các bạn lạc link ghép địa chỉ với BNB sẽ match chat của mình nha các bạn. Rồi các bạn dán địa chỉ với BNB sẽ match chat của mình vào đây. Các bạn bấm vào get link thì các bạn sẽ có một cái link ghép các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.